Rồi ok anh em, đây là batch số 13. Thu được những vật phẩm gọi là bán có tiền. Thì bỏ qua bên đây, đợi Eclon ra bán nha anh em. Đó. Đầu tiên là một cái ngọc bội 540, ống 1, nỗ lực 80. Bèo lắm cũng được 2 đến 5 kim, 7 8 kim gì đó, tùy buôn bán biết. Rồi, một cái ngọc bội này khá đẹp luôn nè, dòng 2 sinh lực lực 100 đến 133. Cũng được tầm vài kim. Ngọc bội nữ 540, nỗ lực 86. Đó. Một ngọc bội nữ này, cái này ngon nè anh Tùng ơi. 17-40 cái này là những người mà chơi giờ đang quyền, họ đi theo sách định quốc thì họ sẽ cần cái món này. Món này chắc cũng được hơn chục kim, nếu bán được giá hơn chục kim, hoặc là 10 kim quay đầu tầm đó. Đẹp, hàng độc ấy. Nón thủ lý 20 dòng 1 nè. Hỏi ngỏ ý thì Phi Trần có xài nón này không? Đã rẻ Phi Trần xài cũng được, Phi Trần đang cần cái nón thủ. À, đại lưng kháng băng 21 sinh lực lực, đại lưng kháng băng 25 nội lực. Nên trong cái này đó nghe 10 đánh này. Một cái nón này cũng ok này. Không họ 17 làm chậm qua làm chó 40 đều sinh lực 6 á. Bù là được 11 điểm sinh khí. Cũng được 80 sinh lực. Họ nhận kháng lô 29 này, đó đang tìm luôn. Quá đẹp luôn, nhận này cũng hơn 10 kim. Cho đến chịu. Rồi. Tiếp tục một. Hồi nãy anh tìm một cái ngọc bội nữ đúng không? Mà không có. Toàn nam thôi. Nam ống 1, 1 cái, 2 cái, 2 cái ngọc bội ống 1 luôn anh. Đó, món này bán bù lại được cái tiền ấy. Rồi. Đó, ở batch số 3 này thì thu được những vật phẩm như vậy nè. Ngon. Còn mấy đồ kia từ tầm trung thôi, được hãy cho anh em xem đồ tầm trung. Rồi ok anh ơi. Đó. Rồi. Đó, đồ tầm trung nè. Tầm trung thì món này nó vứt qua còn lo nó cho anh em trong ba. Sinh lực lực chủ yếu. Kháng không bao nhiêu. Sinh lực lực. Đó, tầm trung nè. Không bành quá trời. Nhận 520-30 đầy luôn. Ngập bỏ cũng vậy. Mấy đồ thông pháp là kích dịch, kích đồ. Đây là chậm dòng 1 sinh lực cao. Chậm dòng 1. Chậm dòng 2. Nội lực. Chón kháng hỏa. Chón kháng hỏa 30. Đang chúng độc. Nó mới đồ tầm trung. Cái này mà chón 40 là đẹp nè. Vô đói luôn. Sinh lực cao quá. Chón thấp quá. Sinh lực. Sinh lực nội lực. Chón chậm 20. Rồi. Ngọc bội sinh lực bậc tây Zida. Này cầm bón xe đi chăn là khỏi tốn bà nào luôn. 4 phục hồi nội lực. Thì chị nhận kim sinh lực. Rồi ok. Hết rồi em ơi. Đó. Rồi khai dọn bỏ mấy con lon luôn. Chặt rừng. Trang sức tầm này chắc 2 rương. Bữa dùng cho anh em mớ đồ. Giảm bớt lại. Thật nhiều lắm. Gần cả rương này. Đánh một hôm mà dư cả rương trang sức để cho anh em trong bàn. Độ này rất là lóc ạc. Rồi lúc nãy anh em xem cái bó đồ xong mình nhớ cho một like ủng hộ chơi anh em ơi. Chắc là ộp đi ngủ anh em ơi.